Anh Khoa mến chào quý khán thính giả đang đến với chương trình đọc truyện online. Và ngày hôm nay xin được giới thiệu với tất cả quý khán thính giả thể loại Đan Mỹ cùng truyện đọc Thượng Ẩn phần 3 từ tác giả Catherine. Nguồn truyện sschuyen.com với các chương sẽ được giới thiệu trong lần này, chương 51 và 52 của truyện. Chương 51 kết thúc để bắt đầu. Bà Lạc Nhiên dùng ánh mắt quan ngại nhìn Cố Hải. Trong đầu cậu còn chứa thứ gì khác không? Tôi nhìn cả tuần rồi bảo bối. Nhà qua ôm ôm, vuốt vuốt. Bà Lạc Nhiên gỡ tay hắn ra khỏi người mình, còn nói ai là người bắt đầu? Ai bảo cậu không tin tưởng tôi? Tôi là nghĩ cho ai phải làm vậy? Ông chủ trương đón đường, khuyên can bộ cậu nghĩ ông ấy tốt lắm à? Ông ấy cũng chỉ muốn bảo toàn chén cơm thôi. Hải Nhân có chuyện, ông ấy cũng mất phần nào uy tín. Người ta đã nói đến thế rồi, cậu còn cố chấp được sao? Ừ, tôi cố chấp đó. Tôi không những cố chấp mà còn bất chấp nữa. Mặc kệ thế nào, tôi vẫn công khai mối quan hệ này. Tôi không gì phải xấu hổ cả. Cố Hải hất mặt đáp lại, giọng điệu cứng đầu. Bà Lạc Nhân hạ thấp giọng, ý cậu là tôi xấu hổ hả Cố Hải? Cậu có gan thì cậu nói lại câu đó một lần nữa đi. Bị sát khí của người kia đối diện dọa đến lắp bắp, một phần cũng vì hắn sợ vợ hiểu lệch sai xin thêm chuyện. Ý tôi không phải vậy. Tóm lại không việc gì phải giấu giếm cả. Được rồi, không giấu nữa, công khai thì công khai. Sau này Hải Nhân có bất chắc đừng đến kể khổ với tôi. Tôi mặc kệ cậu, Hải Nhân sẽ không có bất chắc. Có trời mới biết cậu trù ẻo chúng ta. Tôi chỉ trù ẻo cậu thôi. Người này một câu, người kia một câu, hai người đối co đến mức đóng cả cửa lôi nhau qua ghế sofa mà diễm tiếp màn long tranh song đấu ngay tại phòng làm việc. Ủa rồi tính ngủ đây luôn hả? Cô Hải ôm bà Lạc Nhân đang nằm trên thẫn thờ và hổn hển. Cơn cuồng ái qua đi, bà Lạc Nhân đã mệt lả rồi. Cậu gục người trong lòng ngực to lớn của Cố Hải. Vì là ghế sofa nên chỉ nằm được một người, còn người lại phải đè lên người kia. Thấy người kia không nói gì, chỉ im lặng hô hấp, Cố Hải bèn đỡ cậu dậy. Tôi giúp cậu tẩy rửa rồi lại nằm tiếp. Ngoan nào bảo bối, nhấc người lên một chút. Bà Lạc Nhân thuận theo để mặc Cố Hải một dục cho mình. Sau khi xong việc thì được hắn cổng trở về chỗ cũ. Vì tên điên kia cả tuần không làm rồi nên hôm nay được dịp phát tiết nên dồn hết sức lực vào mong cậu, thật là đi không nổi nữa. Cố Hải vẫn nằm dưới, đặt bà Lạc Nhân lên người mình để mặc cậu áp vào lòng ngực, đưa tay xoa xoa mái tóc. Bảo bối, tôi nhớ cậu chết được, cậu có nhớ tôi không? Có. Nửa tỉnh nửa mê nghe Cố Hải nói chuyện, tốt nhất vẫn là thẳng thắn thừa nhận cho xong. Mệt mỏi quá rồi không còn sức lực để giữ mặt mũi nữa. Cô sung sướng nghe thấy liền ôm chặt người trong lòng, siết thêm vài cái để thể hiện tình thâm, ngụ ý nói cho cậu hiểu hắn nhớ cậu da diết như thế nào. Bảo bố, những ngày qua tôi rất là cô đơn đó. Tiếp tục kể khổ rồi làm nũng. Những lần này màn làm nũng dường như phản tác dụng, vô tình đánh thức điều gì đó vốn đã ngủ quên trong lòng bà Lạc Nhân. Cậu mở mắt để đứng dậy rời khỏi nhưng tên kia quá nhanh tay, chưa kịp thả chân xuống thì bị Cố Hải kịp thời giữ lại. Cậu muốn đi đâu? Buông tôi ra, không cần cậu lo. Bạch giằng co. Cố Hải không hiểu vì sao vợ mình lại nổi giận, phút giây này chỉ biết ôm người thật chặt. Không cơ, cậu đi mất. Không, tôi không buông. Tại sao cậu muốn đi? Nói tôi nghe xem bảo bối. Bà Lạc Nhân cảm thấy thoát không được nên cắn răng nằm lại. Nhưng quả thật lòng ngực Cố Hải rất ấm áp, diện tích lại to. Cậu vẫn chưa muốn ly khai cho lắm, chỉ là hận không thể đánh vài cái để tên chết tiệt này biết thế nào là lễ độ. Cậu cô đơn, tôi thấy cậu rất vui vẻ mới đúng á. Tiểu trợ lý trẻ trung hoạt bát, lúc nào cũng cười đùa với nhau hạnh phúc ngập tràn. Giờ cậu nói với tôi cậu cô đơn á, quỷ mới tin. Bà Lạc Nhân ngẩng đầu lên nhìn tên kia với mặt ngây ngô, không hiểu bản thân đã gây ra tội trạng gì của hắn, trông thật đáng ghét. Biết hóa là vợ mình ghen thì là không việc gì phải nóng vội. Sự sung sướng phải hưởng thụ dần dần. Đầu tiên nó là vài lời khiêu khích cậu ấy đã. Không phải cậu bảo tôi tuyển trợ lý sao? Tôi bảo cậu làm gì thì cậu làm đúng không? Cậu biết lắm cái trò bộ tôi không biết chắc hả? Đương nhiên rồi, cố sập bẫy. Để buông tôi ra, để tôi về nhà. Từ ngày mai tôi cũng không đến đây nữa. Cậu có thể cùng tiểu trợ lý ôn chuyện riêng tư mà không cần để ý đến tôi. Chúc cậu hạnh phúc, cố tổng. Ánh mắt bà Lạc Nhân rất lạnh lùng, trong lòng thầm nguyền rủa tên chết tiệt dám trong khi giận nhau lén lút đi tuyển trợ lý. Bảo bối, cậu đang ghen phải không? Tiểu đàn rất ngoan, cậu ta chỉ là đứa con nít thôi, lại trong sáng, không phải như cậu nghĩ đâu. Bà Lạc Nhân nghe thấy những lời này giống như tên kia đang muốn châm dầu vào lửa vậy. Sao lúc nào cậu cũng bênh vực người ta trước vậy? Chưa chạm gì đến mà đã lên tiếng bảo vệ. Tiểu đằng, tiểu đằng, bây giờ có buông ra cho tôi đi không hay là đợi tôi đánh cậu? Nghe nói như thế, Cố Hải vội giữ chặt lấy eo bà Lạc Nhân, ghi cậu vào trong lòng như muốn khảm hai cơ thể vào với nhau. Chạy đi, có giỏi thì thoát khỏi vòng tay tôi đi. Cậu sẽ không tìm được nơi nào ấm hơn đâu. Biết điều thì ngoan ngoãn một chút nha.
Nói rồi đưa tay xoa xoa lưng vuốt giận vợ, động tác xem ra cũng ôn nhu thoải mái lắm. Bạch Lạc Nhân miễn cưỡng nằm yên hưởng thụ một chút. Cô Hải xoa xong một hồi thấy cơ thể người trong lòng thả lỏng hơn nhiều rồi mới nói: ông chủ Trương ngỏ lời gửi con trai ông ấy đến công ty chúng ta thực tập. Đương nhiên tôi phải sắp xếp chức vụ tương đương, nhưng nghĩ mãi không đành, định ra phải cho cậu ấy theo mình, vừa nhẹ gánh công việc vừa hài lòng đối tác. Tôi cũng chỉ là tính kế lưỡng toàn thôi. Bảo bối đừng giận mà, vừa nói vừa vuốt ve. Bà Lạc Nhân đưa mắt nhìn lên quan sát với mặt dịu dàng giải thích của Cố Hải, trong lòng đột nhiên có chút nắng ấm, bắt đầu tự coi thường bản thân, lòng dạ hẹp hòi. Hắn tuyển trợ lý cũng thường tình thôi mà, có phải ngoại tình thông gian gì đâu, cần ăn giấm một mình. Hai người cứ nằm như thế nơi chuyện phím với nhau. Cố Hải thỉnh thoảng lại xoa xoa tóc gáy, lưng vai, eo của Bà Lạc Nhân, kiểu tay chân không yên cứ xoa nắng cậu thì mới chịu được mà. Một lúc sau, Bà Lạc Nhân sực nhớ đến một chi tiết: Lý Yên là người nhà Lý Thước à? Sau thời gian đó tôi chưa từng nghe Lý Thước nhắc đến, nói gì đến cậu tôi còn chưa biết nữa đây. Từ lúc tôi chơi cùng Lý Thước có ghé nhà rất nhiều lần, nhưng tôi cũng không bao giờ gặp ai khác hết, nó là con một mà. Cố Hải nheo mắt suy ngẫm thật kỹ xem mình có bỏ sót chi tiết nào không, nhưng mãi vẫn không tìm ra. Cậu muốn biết sao? Ngày mai tôi gọi điện thoại cho hỏi nó cho rõ. Bà Lạc Nhân từ chối cho ý kiến, chỉ tự mình chiêm nghiệm một chút thì nói: nhưng quả thật cô ấy đã cứu chúng ta, cậu có dự định gì không? Tôi không biết nữa. Ngày trước á, khi cô ta báo cho tôi biết cô gặp nguy hiểm thì tôi đã nói sẽ trả cho cô ta món nợ ân tình. Hôm trước đám cưới con gái ông chủ Trương thì tôi tình cờ đụng mặt cô ta ở vườn hoa khách sạn. Cô ấy bảo sẽ đến đòi món nợ đó sớm thôi. Cố tường thuật. Bà Lạc Nhân mắt thẳng tóc nhìn chằm chằm Cố Hải: hôm đám cưới cậu có gặp cô ấy hả? Vậy tại sao tôi không hề được biết vậy? Lúc đó trong lòng chỉ nghĩ đến chuyện cậu gạt tôi ra như vậy, những việc khác căn bản không để tâm. Lúc trở về còn thấy danh thiếp của Diệp Tuấn Thần đặt ngay chỗ cậu nữa. Thao, cậu xé bỏ nó chưa đó? Cố Hải vẫn còn ghim chuyện tấm danh thiếp ấy lắm nha. Căn bản là tôi không có mang về. Bảo bối ngoan, hôn Bà Lạc Nhân một cái. Lý Yên đến giờ vẫn là một ẩn số. Cô ta xuất hiện mang theo lời giải cho hàng loạt sự kiện kỳ bí xảy ra trước đó, chỉ vì cô quá yêu Cố Hải. Tưởng chừng như thế đã rõ ràng rồi, nhưng trong lòng Bà Lạc Nhân vẫn chưa cảm thấy thỏa đáng. Nợ, Cố Hải vẫn nợ. Đòi, cô ta chưa hề đòi. Nhưng với cô gái này từ trước đến giờ họ chỉ có thể ngồi yên đợi cô ấy đến, chứ chưa lần nào có khả năng trực tiếp đi tìm. Dù nặng lòng ra sao thì Bà Lạc Nhân vẫn phải bỏ qua, trước mắt còn việc khác cần làm. Bà Lạc Nhân đưa mắt suy nghĩ một hồi sau đột nhiên nói: Đại Hải, cậu mang Hải Nhân chia cho tôi một nửa có được không? Cậu vừa nói gì vậy? Cố Hải không phải là không cho, nhưng đây là lần đầu tiên Bà Lạc Nhân chủ động đề nghị. Hắn bất ngờ thôi, vài tháng trước còn đòi chu rú ở phòng kinh doanh làm nhân viên gì đó, nó là phải học hỏi. Bây giờ đột nhiên đưa ra quyết định này, đúng là không lúc nào yên được mà. Phản này này, chính là không muốn này. Bà Lạc Nhân hỏi: có ai vội giải thích không? Không phải, chỉ là tôi bất ngờ thôi mà. Bà Lạc Nhân đưa tay tìm đối phương nắm thật chặt: xin lỗi Đại Hải, đáng lẽ tôi phải tin tưởng cậu hơn, nhưng vì tôi sợ Hải Nhân có chuyện gì thì tâm huyết bao năm của cậu sẽ không còn. Bây giờ tôi trở về ngang hàng với cậu, mỗi chúng ta đều phải có trách nhiệm với công ty, nó không còn là công ty của riêng cậu nữa, còn có tôi nhất định không để cho Hải Nhân thiệt thòi, càng không để cậu vì tôi mà chịu thiệt thòi. Có thiệt thòi thì chúng ta cùng gánh chịu, được chứ? Cô Hải dùng một tay còn lại ấn đầu Bà Lạc Nhân xuống hôn một cái. Tâm huyết cả cuộc đời tôi chính là cậu đó, không phải công ty này đâu ngu ngốc. Không phải muốn làm nhân viên kinh doanh sao? Không phải tự tung tự tác rời khỏi tôi sao? Bây giờ mới hiểu ra thật là não cậu cần phải bồi dưỡng thêm rồi. Thì tôi cũng có muốn đổi công ty với cậu đâu, nếu không phải nghe thấy những lời nói đó thì tôi nghĩ mình làm nhân viên cả đời cũng được nữa. Nhàm chán đưa mặt qua hướng khác. Những lời đồn đại hôm trước khi bọn họ còn giận nhau, Bà Lạc Nhân nghe xong thì hấu hiểu rõ ràng. Một là cậu phải rời khỏi Hải Nhân, hai là cậu phải quyền cao chức trọng nhất ở đây. Chỉ có thể như thế mới khó tránh được miệng lưỡi của thiên hạ. Người như cậu muốn yên ổn làm nhân viên bình thường cũng không dễ dàng gì với các cô gái ấy. Nữ nhân quả thật rất phức tạp, Bà Lạc Nhân không quen chút nào. Ai dám nói gì với cậu thì lập tức sa thải người đó. Cố nổi điên, dám sàm ngôn sau lưng hắn về bảo bối và ngọc càng tệ hơn, là để bảo bối của hắn nghe thấy nữa chứ. Coi như số các cô xui xẻo, đừng trách tổng tài này độc ác. Bà Lạc Nhân đấm vào ngực Cố Hải, nhảm nhí, bây giờ tôi muốn sa thải một người cũng không được, cần nhờ gì đến cậu?
Rồi rồi bà Lạc Nhân, rồng trong loài người bà Lạc Nhân nhất quốc chi dân được chứ? Cô Hải luôn chịu vuốt tóc vị thiên tử đang nằm gọn trong lòng mình. Nhất quốc song quân bà Lạc Nhân mỉm cười hào sảng nhìn cô Hải. Tiếng cười giòn kéo dài của hai người đàn ông, những kẻ đang rất sung mãn đón chào ngưỡng cửa trung niên của đời mình. Họ yêu nhau từ cái thuở thiếu thời, xa nhau 8 năm để rồi hiểu rõ bản thân cần gì, trải qua rất nhiều thăng trầm để có được ngày hôm nay. Hiểu lầm và mâu thuẫn khó tránh khỏi, nhưng đều được tình yêu hóa giải một cách nhiệm màu. Tôi hỏi trong tương lai họ sẽ còn gặp phải chuyện khó khăn gì nữa? Tình yêu mãnh liệt hiện tại liệu có thể kéo dài được bao lâu? Nhưng đó là chuyện của rất nhiều năm sau. Còn bây giờ thì hai tên to đầu kia đang nằm trên người nhau mà ngủ ngay tại văn phòng công ty. Reng reng reng, tiếng chuông vang lên báo hiệu đã đến giờ làm việc. Hàng trăm nữ nhân nối gót nhau tiến vào lấp đầy những chiếc ghế trống khắp tòa nhà Hải Nhân. Chỉ riêng nhị vị chủ nhân của tòa nhà này là không hề hay biết gì, ôm nhau ngủ say như chết. À, cái này cũng phải vì phòng cô tổng có cách âm quá tốt nên không trách họ được. Thật không nên đâu. Ahem, là tiếng hàng giọng của Diêm Nhã Tĩnh, sáng nào cô cũng đến trước. Cô Hải. Cô Hải đem tài liệu liên quan đặt ở bàn làm việc. Hôm nay thì diễm phúc rồi, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng hoan hỷ này. Hình như là hơi nhỏ. Cô mỉm miệng đánh thức cố tổng Bạch Lồng Nghiệp, vẫn không động tĩnh gì. Cô Hải, bà Lạc Nhân, cố gắng 3 lần 3 nữa. Bà Lạc Nhân lúc này nghe thấy trước, lờ mờ mở mắt phát hiện Diêm Nhã Tĩnh thì hoảng hốt, đập đập chân vào thân dưới của cố Hải. Đại Hải, dậy. Vì chân của cố Hải kẹp chân cậu quá chặt, muốn đứng dậy cũng không xong, nên mới phải ra sức lay cho hắn tỉnh. Cố tổng uy nghiêm nghe vợ gọi thì mở cái miệng vô lại của mình ra trước. Bảo bối, cậu muốn nữa à? Sờ con trai tôi đi. Muốn cái đầu cậu kìa, tỉnh dậy, đến giờ làm việc rồi. Diêm phó tổng có việc đang chờ cậu kìa, thả chân tôi ra. Lại nhân xấu hổ chết đi được, không biết sao kiếp này lại yêu ngay chúng cái tình vô liêm sỉ này. Diêm Nhã Tĩnh không muốn đứng đây xem trực tiếp nữa, bèn để tập tài liệu xuống bàn. Tôi đi trước một chút sau quay lại, các anh nhanh chóng ra khỏi đó đi. Rất may bàn tối của Hải sợ vợ lạnh đã đắp chăn cho bà Lạc Nhân. Nhưng bà Lạc Nhân nằm trên người hắn mà, nên đương nhiên là chăn phủ luôn xuống người của Hải. Bằng không Diêm Nhã Tĩnh phải chạy vội ra ngoài rửa mắt rồi. Tên tổng tài vô lại bây giờ mới tỉnh táo một chút. Nhã Tĩnh đâu? Bà Lạc Nhân nhìn hắn đầy sát khí. Cố Hải phát hiện ra điều gì đó, bất ngờ nhìn ngược lại bà Lạc Nhân. Nhã Tĩnh nhìn thấy rồi kìa. Người kia gật đầu. Thấy thân thể cậu hả? Người kia lắc đầu. Cố Hải nhìn xuống thở vào vì có thấy tấm chăn, tưởng hắn sẽ xin lỗi hay lập tức ngồi dậy. Ai ngờ cũng cố gắng xoa xoa lưng bà Lạc Nhân. Tiếp tục đưa ra đề nghị, phải xây thêm cái phòng ngủ tại đây mới được chứ hả? Thảm. Chương tiếp theo. Chương 52. Buổi phỏng vấn kỳ lạ. Đã 6 tháng sau khi Bạch Tổng được bổ nhiệm, các nhân viên nam cũng được tuyển vào ngày càng đông. Hải Nhân bây giờ đã âm dương hài hòa, không còn tình trạng chênh lệch giới tính như trước nữa. Nhưng vẫn một quy định giữ cũ nguyên, đó là chuyện yêu đương cần hết sức thận trọng, không cho phép công khai yêu đương trong công ty. Nên các cô nàng có để ý đến ai thì cũng phải khép nép giữ kẻ, bằng không sẽ bị xử phạt theo nội quy. Nam nhân được nhận vào Hải Nhân làm việc đương nhiên cũng là thuộc hàng ưu tú nhất. Cô Hải không bao giờ sơ sài trong khâu tuyển lựa. Vòng cuối cùng thì chính hắn sẽ làm giám khảo, cô Hải thông qua thì mới được nhận. Đương nhiên là không ít lần cô tổng cố gắng lôi kéo Bạch Tổng vào làm giám khảo chung, nhưng người kia lấy lý do bản thân không giỏi nhìn người khác thể hiện trước mặt mình, cũng không biết phải đặt câu hỏi gì, nên thôi giao cho hắn toàn quyền xử lý. Dù sao thì Cố Hải cũng tinh ranh hơn cậu nhiều, có thể nhìn người chính xác hơn. Hôm nay lại có thêm một đợt tuyển lựa. Hải Nhân bây giờ phát triển vượt bậc, việc làm không hết, buộc bộ phận nhân sự phải ráo riết tìm người. Bên phía Headhunter cũng chào thua công ty này rồi, đòi người ưu tú số lượng nhiều như thế thì đào đâu cho ra, nên cố tổng lại phải đích thân giám sát việc tuyển người. Đến được vòng cuối cùng đối mặt với cố Hải thì hầu như tất cả những bộ hồ sơ đều rất khá. Nam nhân tầm độ 27 đến 35 đã có kinh nghiệm làm việc hoặc được đào tạo chuyên môn cực kỳ cao, cho nên cố Hải chỉ cần đến chọn người hợp với mình mà thôi. Mỗi vị lãnh đạo sẽ tự có cách tìm ra người đắc lực dành riêng cho mình. Đôi khi bạn không ưu tú bằng những ứng cử viên khác, nhưng phong cách của bạn hợp ý lãnh đạo thì vẫn có thể vượt qua mọi rào cản để đi đến đích. Cố Hải nghiêm nghị tiến vào phòng phỏng vấn, bên cạnh là trợ lý Trương Đằng. Tiểu Đằng làm việc ở Hải Nhân được 6 tháng rồi, kinh nghiệm tích lũy cũng không ít. Ba y liên tục triệu hồi y về công ty phụ giúp, nhưng Tiểu Đằng một mực không chịu. Ba cũng muốn ở lại để học hỏi thêm. 6 tháng thì được cái gì chứ hả? Phải lâu hơn nữa đó ba.
Ông chủ Trương khằn nhằn qua điện thoại: "Tiểu tử này có phải là gặp ít trùng nhân bên đó rồi không hả? Ba ngươi kêu ngươi về nhà ngươi cũng không chịu, nên bây giờ ngươi muốn bao giờ thì mới chịu trở lại đây? 6 tháng nữa con sẽ về. Con không phải là có ý trùng nhân đâu, mà tại vì ở đây rất vui á." "Đương nhiên là vui rồi, hai vị tổng tài xem cậu ta như em trai mình, tan sở thì cùng nhau ăn lẩu uống rượu, dạy dỗ công việc. Bà Lạc Nhân còn bảo Cố Hải á mua một bộ đồ chơi điện tử đời mới cho hai người bọn họ giải trí sau giờ làm việc. Kết quả là hai người say sưa chiến đấu, ném Cố cô đơn qua một xó gặm snack, xem bóng đá một mình. Diễn cảnh làm việc thú vị như vậy, đương nhiên là Trương Đằng không muốn quay về bị ba y kìm hãm rồi, tranh thủ hưởng thụ thêm một thời gian nữa. Di Nhã Tĩnh thấy Cố Hải và Trương Đằng đi tới, đi tập hồ sơ cho Trương Đằng, cẩn thận dặn dò: "Có tổng cộng 5 người được vào vòng này, ứng viên số 5, tôi rất coi trọng cậu, đặc biệt nhắc nhở Cố Hải chú ý đến nhé." "Cảm ơn chị Nhã Tĩnh." Trương Đằng cười ôn hòa. Đông Triệt dõi theo bóng lưng của Cố Hải và Trương Đằng đi vào trong, cảm thán nhắc nhở cô gái của mình: "Em đừng thấy người ta dễ thương ngọt ngào mà suy lòng đấy nhé, anh vẫn chưa chết đâu." Di Nhã Tĩnh quay lại lườm tên kia một cái: "Anh cứ ở đấy mà ghen, em còn việc phải làm nữa." Nói rồi một mạch bỏ đi, người kia cũng không chịu yên phận, chạy theo kéo tay Diêm Phó Tổng lại: "Trưa nay cùng ăn cơm nhé." Rồi ghé sát tai nàng nói khẽ: "Chứ những lần trước em thích anh đã mang đến đây rồi." Nữ nhân mỉm cười thật nhẹ, như là đang muốn che giấu tâm tình bên trong, chỉ gọn gàng đáp: "Vậy 12 giờ nằm ứng cử viên ngồi ở một phòng chờ bên cạnh, thoáng chốc đã thấy Trương Đằng bước vào, vừa cười gọi tên: "Xin mời anh XX1 vào phỏng vấn." Muốn bước vào phòng thì phải đi ngang Tiểu Đằng. Lúc người kia đi ngang qua thì tên nghịch ngợm lại gây chuyện chọc ghẹo: "Anh thiệt là đẹp trai, xem cứ bắp kìa, quá nam tính đi." Nam nhân trợn tròn mắt nhìn Tiểu Đằng với mặt hoảng hốt, liếc trên liếc dưới rồi ngập ngừng nói: Cảm ơn. Bước vào trong nhìn thấy Cố Tổng uy nghiêm ngồi lật tài liệu, hàn khí tỏa ra đủ để dọa người. XX1 ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn Cố Hải, chậm rãi quan sát vị chủ tọa tối cao kia. Ánh mắt chưa từng nhìn y một cái nào, nhưng vẫn có thể khiến toàn thân y bồn chồn không thoải mái. Một lúc thấy Cố Hải vẫn im lặng, XX1 mạo muội lên tiếng trước: "Xin chào, tôi tên XX1, tôi đã từng tốt nghiệp loại ưu khoa tài chính kế toán tại Đại học Bắc Kinh, từng có kinh nghiệm làm việc cho công ty hàng đầu thế giới khi tham gia học tập tại Melbourne. Tôi có niềm đam mê với lĩnh vực này, chắc chắn sẽ đồng hành và phát triển lâu dài cùng quý công ty ạ." Cố Hải để ý nói xong mới ngẩng mặt lên, chỉ mỉm cười nói một câu: "Xin cảm ơn đã đến." Tiểu Đằng từ xa trông thấy liền hiểu ý, tiến đến vỗ vỗ vai XX1: "Này xoái ca, anh rời khỏi được rồi đó, anh biểu hiện rất tốt, thật đẹp trai nha. Giờ thì đi ra ngồi cho người khác vào, ngoan đi. "Vậy tôi nam nhân lắp bắp, ngụ ý muốn hỏi kết quả ra làm sao. "Anh rất đẹp trai." Tiểu Đằng vẫn ôn hòa đáp. Lần lượt cứ như vậy đến XX2, XX3, XX4 và cùng chung số phận bị Tiểu Đằng chưa gheo cho đỏ mặt rồi vào phòng phỏng vấn. Tự mình trốn hết tài ba ra, rốt cuộc phòng chỉ nhận được một câu cảm ơn cùng nụ cười chết người của Cố Tổng rồi ra về. Vũ Phỉ Du là ứng viên cuối cùng, cũng chính là người được Diêm Nhạc Tĩnh đặc biệt để mắt đến. Theo lời gọi của Trương trợ lý thì Vũ Phỉ Du đứng dậy, anh cũng dũng bước vào phòng phỏng vấn. Không phải Tiểu Đằng nể tình Diêm Nhạc Tĩnh mà không chưa ghẹo Phỉ Du, mà là vì hàn khí trên người hắn đã lấn át tâm tình đùa nghịch của y. Vũ Phỉ Du là một nam nhân ưu tú, kể cả tướng mạo hay thực lực cũng không thể xem thường được. Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, Diêm Nhạc Tĩnh đã biết đây là một nhân tài hiếm thấy. Phong cách trả lời phỏng vấn của y không ít lần làm cô bất ngờ, nên mới đặc biệt nhờ Tiểu Đằng gợi ý cho Cố Hải hãy chiếu cố người này. Nhưng Tiểu Đằng chưa gì đã bị khí chất của nam nhân dọa đến cứng đờ rồi, chỉ biết lo ngắm hắn thôi, còn đâu thời gian nói chuyện với Cố Tổng nữa. Từ lúc Vũ Phỉ Du vào chiếc ghế kia, y tuyệt nhiên không mở miệng nói một câu nào, chỉ chăm chú nhìn Cố Hải. Ánh mắt không kiêu khích cũng không kiêu kỳ, mà có loại biểu tình đang rất sẵn lòng đáp ứng mọi yêu cầu của ông trùm đối diện. Nhưng ai kia vẫn chưa chịu lên tiếng, hai người ngồi như thế đến cả tiếng đồng hồ. Lúc này Tiểu Đằng bất đắc dĩ phải xen vào: "Cố Tổng, đã sắp đến giờ nghỉ trưa rồi ạ." Cố Hải vẫn im lặng, Vũ Phỉ Du càng không nói. Trương Đằng biết khó nên tự động rút lui. Giờ nghỉ trưa, đồng hồ trên bàn làm việc của bà Lạc Nhân vang lên như thường lệ, đưa tay tắt chuông đi, gấp tập hồ sơ đang xử lý dở đứng lên rời khỏi phòng Bạch Tổng. Nói về căn phòng này thì cũng nên chắc một chút đến cuộc xung đột của Cố Hải và bà Lạc Nhân cách đây 6 tháng về trước. "Không, tôi muốn có phòng riêng." Bà Lạc Nhân quả quyết. Cố Hải một bên thầm không chịu, cậu mở mắt to ra mà nhìn: "Phòng tôi
đã rộng lắm rồi, bây giờ còn phải xây thêm phòng cho cậu thì nhân viên kinh doanh bên cạnh lấy chỗ đâu mà làm việc. Ai biểu cậu xây cái phòng ngủ quá lớn làm chi, chiếm hết cả diện tích phòng chờ lúc trước không phải đủ rồi sao? Thay vì xây phòng ngủ vô bổ thì cứ dứt khoát phá ra cho làm phòng làm việc có tốt hơn không? Chỉ tay về phía căn phòng khang trang vừa mới được cô Hải hí hửng cho xây dựng. Không xây thì cũng đã xây rồi, bây giờ không có chỗ nữa, cậu phải làm việc ngay trong phòng tôi luôn. Hắn đã chu đáo dặn dò thiết kế hai bàn làm việc sát bên cạnh nhau, kiểu rời vào một bước thì lập tức tắt thở không bằng. Lạc Nhân hết cách rồi, bèn mở ngăn tủ, đem sắp giấy tờ đặt lên bàn của cô Hải. Mở mắt lừa cậu ra nhìn cho kỹ đi. Phần nữa cổ phần của cậu đã chuyển sang cho tôi rồi. Bây giờ cái công ty này không phải của riêng cậu nữa, tôi cũng có quyền, tôi phải xây phòng riêng. Cố Hải lần đầu tiên thấy mình quá dạy dột khi cái gì cũng ngoan ngoãn dâng hai tay cho vợ giữ. Cũng may ban đầu Lạc Nhân kiên quyết không nhận hết số cổ phần, hắn vẫn còn nắm được phần nửa trong tay, chứ không cái phòng ngủ kia còn lâu mới được xây cất. Sâu sắc rút kinh nghiệm, Lạc Nhân thật không muốn lúc nào cũng nhìn mặt Cố Hải đâu, vì hễ nhìn thấy hắn thì hắn lại động tình. Hai người cứ ở sát bên làm việc thì bảo đảm không thể nào tập trung làm nổi, tốt nhất là vẫn cứ tách ra riêng, giờ trưa thì tìm nhau ăn cơm là đủ rồi. Cố Hải biết mình đấu không lại vì tổng tài mới được chính bản thân bổ nhiệm, nên chỉ còn có thể vớt vát được chút nào hay chút nấy. Cỡ cho cậu làm phòng cũng được, chỉ là xây cảnh phòng tôi còn không thì khỏi cần bàn nữa, cậu xây phòng ở đâu thì tôi đến đó làm việc. Bạch Tổng đành thỏa hiệp, nhưng cũng được gọi là đã chiến thắng hả hê. Ban lệnh dời phòng kinh doanh xuống tầng dưới, còn mình thì chiếm dụng vị trí đó. Sau sự kiện này, nhân viên phòng kinh doanh chỉ biết nhìn vị nhị vị tổng tài mà cười khổ. Văn phòng đã không đủ sức chứa nhân viên, còn bắt chúng tôi dồn ép ở cùng một tầng nó thật là quá khó khăn mà. Vì thế Cố Hải đã dành hẳn một ngày bàn luận và Lạc Nhân xem nên làm thế nào cho đúng. Cuối cùng hai người quyết định mua luôn mảnh đất phía sau công ty để xây thêm một tòa nhà liền kề. Trong tương lai, nếu Hải Nhân may mắn phát triển rộng lớn hơn thì nhân viên mới còn có đủ chỗ mà làm việc. Qua quá trình thi công 6 tháng, tòa nhà 11 tầng liền kề cũng sắp sửa được đưa vào hoạt động. Sau khi hoàn thành thì tầng trên cùng sẽ được khai thông với tầng cao nhất bên tòa nhà cũ. Phòng làm việc của các nhân vật đầu não sẽ được mở rộng diện tích tối đa. Tiện điển hình như phòng của Cố Hải, bà Lạc Nhân, Diêm Nhã Tĩnh và Đông Triệt đều sẽ được trang hoàng lại. Kể cả bàn làm việc của Tiểu Đằng cũng được nâng cấp lên thành bàn lớn 2 mét. Tên nhóc ấy vì việc này mà vui vẻ cả ngày không nguôi được. Hải ca, Nhân ca, hai anh xem chiếc bàn em vừa chọn có đủ khí thế chưa hả? Lấy tay vào màn hình máy vi tính, Cố Hải và bà Lạc Nhân đang ăn cơm thì liếc sang xem Tiểu Đằng chọn mua thứ gì. Hôm nay y bảo muốn đến nhà ăn cơm chơi game nhưng cả buổi chỉ lo chọn bàn làm việc. Thật hết nói nổi mà, cậu tùy tiện chọn cái nào cũng được. Bà Lạc Nhân cười, Cố Hải thì lắm lời hơn một chút, chọn cái nào mà không được lương tôi trả cho cậu đủ để mua 3-4 cái còn được nữa hả? Tiểu Đằng thích thú lắm, y cứ chăm chú chọn tới chọn lui, cuối cùng chọn được một chiếc vô cùng ưng ý, vừa sang trọng vừa hiện đại, nhìn vào là thể hiện được khí thế của trợ lý tổng tài nhưng vẫn không kém phần tinh tế. Mọi thứ đều đã được chuẩn bị sẵn sàng cho ngày trọng đại, nhưng còn một tuần nữa thì mới khánh thành. Tạm thời bà Lạc Nhân vẫn ở trong phòng kinh doanh làm việc, căn phòng chưa được trang trí gì nhiều vì cậu bảo Cố Hải đợi hai tòa nhà khai thông rồi bổ sung một thể, như thế sẽ đỡ tốn kém chi phí hơn. Giờ chưa định bụng đi tìm hắn ăn cơm mà mở cửa phòng thì không thấy người đâu, gọi điện hỏi Tiểu Đằng thử. Alo Tiểu Đằng, Cố Hải có đi với cậu không? Tiểu Đằng ra ngoài trả lời, Nhân ca đến đây đi, phòng phỏng vấn nhân viên mới ấy, tình hình đang căng thẳng lắm, em không biết phải làm thế nào nữa. Được rồi, tôi đến ngay. Bà Lạc Nhân đi theo thang máy xuống tầng thì Trương Đằng đã đứng đợi sẵn ở đó. Vừa gặp thì y đã liên thuyên kể, em cũng phải ca tuyển người, kể chỉ có 5 ứng cử viên thôi nhưng những người cũ đã ở trong đấy gần 2 tiếng rồi vẫn chưa ra nữa. Em có vào nhắc nhở là đến giờ trưa nhưng cả hai vẫn im lặng, đó là người cuối cùng đó. Ở trong đó gần 2 tiếng rồi sao? Bà Lạc Nhân chau mày hỏi. Trương Đằng nghiêm trọng gật đầu. Bà Tổng nghiêm nghị bước tới trước cửa phòng gõ lấy lệ 3 cái. Khóc. Bên trong phòng lúc này là một màn tuyển dụng kỳ lạ nhất từ trước đến nay. Người phỏng vấn lẫn người tham gia phỏng vấn đều đứng liên lặng nhìn nhau không ai nói một lời. Xung quanh tỏa ra hàn khí băng lãnh đến xa đáng sợ. Hai bên như đang thách thức nhau chuyện gì đó ghê gớm lắm, khiến người xung quanh không ai dám
can đảm tiến lại gần. Hồi lâu không nghe thấy hồi đáp, Bạch Lạc Nhân đặt ngón tay trỏ của mình vào chiếc ô nhỏ bên dưới bảng khóa sổ cảm ứng. Ở Hải Nhân, mỗi phòng ban đều có một mật mã riêng để tránh người ngoài đột nhập khi chưa được sự cho phép. Dưới mỗi bảng chữ số cảm ứng là một chiếc ô nhỏ được làm từ hợp kim siêu bền không gỉ, dùng để nhận diện vân tay. Và vân tay của nhị vị chủ tịch chính là chìa khóa vạn năng mở được tất cả các phòng trong công ty mà không cần mật mã. Cánh cửa lớn hé mở, bóng dáng quen thuộc dần dần hiện ra trước mắt. Cú Hải và Vũ Phỉ Du vẫn đang tiếp tục màn nhãn đấu căng thẳng. Trông thấy Bạch Lạc Nhân thì ông trùm kia ung dung đưa một tay vỗ vỗ vào thành ghế bên cạnh ngụ ý: lại đây bên tôi. Chúng ta vừa nghe qua hai chương 51 và 52 của truyện đọc Thượng Ẩn phần 3 từ tác giả Catherine. Một lần nữa, anh Khoa xin được gửi lời cảm ơn đến nguồn truyện sschuyen.com và tác giả với những chương mà bạn đã sáng tạo bằng chính ngòi bút và cảm hứng của mình rất tuyệt vời. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở những chương đọc tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.